Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 97 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Thanh Đế Môn chính là môn phái hùng mạnh nhất của yêu tộc. Chính là do Thanh Đế khai sáng. Nghe nói trước đây rất lâu, Đông Hoàng gia Thiên Đế thống trị thế giới. Thanh Đế bắt đầu quật khởi, sau lại thành tựu Thiên Đế, phủ định lại Đông Hoàng gia, trở thành đế tôn mới. Thanh Đế Môn là do Thanh Đế chuyển xuống đạo nho chính thống. Tuy nhiên, môn phái này ẩn cư hải ngoại, cùng với chính yêu ma, ba đạo rất ít liên hệ. Bởi vậy, Vương Lâm đi du lịch giang hồ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử một môn phái do Thiên Đế khai sáng. Bạch Nam Hiên cũng giống như Diệp Húc, cũng tu luyện tới Tam Dương Cảnh Thân Dương Kỳ. Tuy nhiên, tu vi của hắn so với vũ sĩ Tam Dương Cảnh bình thường hùng hậu hơn rất nhiều. Cho dù so sánh với Diệp Húc thì cũng không kém nhiều lắm. Đây là một tên tích lũy tu vi vô cùng hùng hậu. Diệp Húc lần đầu tiên nhìn thấy vũ sĩ ở cùng một cảnh giới có thể ngang cấp tu vi với mình. Diệp Húc tích lũy tu vi thâm hậu tới cực điểm, căn cơ vô cùng vững chãi. Hơn nữa, tu luyện đủ loại tâm pháp mở rộng đan điền, khiến cho tu vi của mình ở trong cùng thế hệ là vượt quá xa nhiều. Hắn lại trải qua sát phạt vô số lần chiến đấu, khiến cho thực lực của mình nâng cao, thủ đoạn cao tới đáng sợ, cực ít người có thể dẹp ngang được với hắn. Bạch Nam Hiên tu vi mặc dù so với hắn có hơi chút không bằng, nhưng cũng không cách quá xa. Có thể thấy được thực lực và tư chất của người này. Trong lúc ngắn ngủi ở chung, Diệp Húc đã phát hiện Bạch Nam Hiên người này làm việc có chút cứng nhắc tới đáng sợ. Bất kể làm việc gì, chuyện gì, người này cũng cẩn thận tỉ mỉ, có nề nếp và dựa theo chương trình mà làm việc. Cho dù là lúc hắn nói chuyện với Diệp Húc, cũng có nề nếp nho nhã và lễ độ. Cương phong giết gào, băng thạch hỗn loạn cùng một ít sát khí xông tới. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên tu vi và thực lực cực cao, đúng là không chút sợ hãi đám cương phong sát khí này. Dần dần, Diệp Húc phát hiện ra tung tích của những người khác, chỉ thấy trên cánh đồng hoang vu này lưu lại dấu vết vu pháp, vu bảo chiến đấu qua. Còn có một chuỗi dấu chân rất lớn, những dấu chân này ước chừng lớn nhỏ bảy trượng, ấn sâu vào bên trong băng tuyết. Có vài dấu chân còn lưu lại vết máu ở bên trên. Đây là tuyết thú túc ấn. Bạch Nam Hiên quan sát một lát, từ trong dấu chân cẩn thận nhặt lên một nắm lông trắng dính đầy máu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Diệp huynh, tuyết thú là loại vừa giống người lại vừa giống thú sinh sống ở trên cánh đồng băng tuyết vô tận này. Loại quái vật này có lực lớn vô cùng, tính tình thì vào táo bạo, hơn nữa không thể giao phối sinh sản. Trong túc ấn của bọn họ có máu tươi, căn bản không phải là máu tươi mà là máu huyết, tuyệt đối không thể dính vào một chút nào cả, nếu không sẽ bị lây cảm ứng trong ngực sản sinh ra một con non tuyết thú kìa. Bất kể là nam hay nữ, dẫm lên dấu chân của bọn chúng in lại, chỉ cần dính phải vết máu thôi là sẽ mang thai ngay." "Sao? Còn có sinh vật kỳ lạ như vậy hay sao?" Diệp Húc khó khăn một tiếng, hạ giọng mà nói: "Thế giới thật lớn, thật sự là có đủ điều kỳ lạ mà." Bạch Nam Hiên triển khai cuốn tranh của mình, lẩm nhẩm cười: "Ân sư ta trước khi để ta đi từng vẽ hình dạng của tuyết thú lại, Diệp huynh, để ta cho ngươi xem." Diệp Húc khó khăn một tiếng rồi lại hạ giọng nói: "Bạch huynh, đừng giật mình, ta đã từng gặp qua tuyết thú rồi." Người đã gặp qua sao?" Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần, vừa rồi Diệp Húc còn nói không biết loại sinh vật này, tại sao lại có thể gặp qua được. "Người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một con tuyết thú mà, ngay tại phía trước chúng ta chừng 50-60 dặm." Diệp Húc có chút bất đắc dĩ, Bạch Nam Hiên cái gì cũng tốt, chỉ có hơi ngốc một chút. Bạch Nam Hiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ 50-60 dặm, một đầu cự thú lớn như một trái núi đang đứng thẳng bằng hai chân. Nó cơ một cái xương đùi của yêu thú nào đấy,
hướng tới năm vũ sĩ ma nam hai nữ mà điên cuồng đập. Cự thú này toàn thân trắng như tuyết, quanh thân toàn lông trắng dài, không chú ý còn tưởng rằng là một tòa núi tuyết, hòa hợp cùng một thể với Bắc Hải băng nguyên này. Trong tay của hắn là cái xương đùi của một loại sinh vật không biết tên, lớn tới đáng sợ, nặng cũng đáng sợ luôn. Ầm ầm một tiếng nện xuống, chung quanh băng tuyết nứt nẻ, lan tràn ra những khe rãnh kinh người. Để cho Diệp Húc không biết phải nói gì, chính là uy thế long trời lở đất. Như vậy mà đại cao thủ Bạch Nam Hiên làm như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục tìm kiếm hình tuyết thú trong sách. Năm vô sĩ lọt vào công kích của tuyết thú kia, nguy cơ tràn ngập, chỉ có thể trốn đông tránh tây, né tránh cái cốt chùy to đùng đang công kích kia, chật vật đến không chịu nổi. Năm người này khi ra tay chỉ thấy trong không trung đột nhiên xuất hiện một đám thái cực âm dương đồ án, uy lực cực lớn. Bọn họ hẳn cũng là vũ sĩ tam dương cảnh tiến vào đây tìm kiếm phong sát, chắc là sư huynh muội của Thái Cực Tông trong Đại Hán, không biết vì sao lại chọc tới loại quái vật như tuyết thú này. Bọn họ tuy rằng là tam dương cảnh vũ sĩ, nhưng đối phó với loại quái vật lực lượng lớn như tuyết thú này hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Không xong, ta mang thai rồi, ta thực sự mang thai rồi. Một người đàn ông to lớn thô kệch đột nhiên bi phẫn kêu lên. Hắn hiển nhiên không lưu ý dẫm lên dấu chân của tuyết thú, dính máu huyết của tuyết thú, cảm ứng có thai nhi. Nam nhân mang thai, hơn nữa trong bụng là có một đầu tuyết thú, ta nghĩ người này ngay cả tự sát cũng muốn kìa. Diệp Húc lắc lắc đầu, tính toán lách người đi chỗ khác. Bạch Nam Hiên hiếu kỳ nói, Diệp huynh, sao chúng ta không cứu bọn họ đi? Mọi người đều là giang hồ đồng đạo, tự nhiên nên phải trông coi nhau, giúp đỡ lẫn nhau kìa. Nếu như chúng ta gặp nguy hiểm, người hy vọng người khác không giúp đỡ tương trợ hay sao? Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, khiến cho Diệp Húc xấu hổ vạn phần. So sánh lại, Diệp Húc phát hiện ra dường như mình chẳng có tí xíu phúc hậu nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta cứu bọn họ một lần đi. Diệp Húc dừng chân lại, đang muốn giết chết đầu tuyết thú kia, đã thấy Bạch Nam Hiên đứng ra, hướng tới đầu tuyết thú cao giọng mà nói. Tại hạ là Thanh Đế Môn Bạch Nam Hiên, vị tuyết thú huynh đài xưng hô như thế nào? Tiểu đệ thấy các hạ vô duyên vô cớ huy khởi vũ khí giết người, tất cả mọi người đều là đồng đạo, cần gì phải đánh đánh giết giết, không bằng ngồi xuống chậm rãi nói đạo lý đi. Đầu tuyết thú kia mắt đứt tai ngơ, tiếp tục huy khởi đại cốt chùy công tới bốn gã vũ sĩ Thái Cực Tông khác. Chỉ thấy đàn ông to lớn thô kịch kia ôm lấy bụng giống như hoài thai 10 tháng vậy, té trên mặt đất không thể nhúc nhích được. Hơn nữa bụng càng ngày càng lớn, xoẹt một tiếng làm quần áo nứt hết, mơ hồ có một sinh linh đang động ở trong bụng hắn. Ta cũng có mang thai. Một nữ vũ sĩ không cẩn thận dính một tia máu huyết của tuyết thú, sắc mặt lộ ra vẻ sầu thảm. Tất cả mọi người đều nên giảng đạo lý, làm gì phải giết tới giết lui. Người có điều kiện gì không ngại thì nói ra đi, mọi người từ từ nói chuyện. Bạch Nam Hiên lải nhải cố gắng giáo huấn tuyết thú bằng giáo lý của mình. Bạch huynh à, chờ ngươi nói đạo lý xong, chỉ sợ trong bụng những vũ sĩ này đều có một đầu ấu tuyết thú rồi. Diệp Húc bất đắc dĩ, đột nhiên phía sau hiện lên một quả nguyên thai. Trong nguyên thai, một bàn tay vạn pháp yêu thủ ôm lấy cổ tuyết thú, ấn mạnh một cái xuống dưới, đập cái đầu tuyết thú này chìm sâu vào trong lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn. Diệp huynh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Nam Hiên thấy thế nao nao nói. Diệp Húc lắc đầu cười khổ. Bụng của nữ đệ tử Thái Cực Tông cũng bắt đầu lớn lên nhanh chóng, dãy giụa đang muốn nói lời cảm tạ với Diệp Húc, đột nhiên nàng nhìn thấy bộ dạng của Diệp Húc, không khỏi sắc mặt kịch biến như là gặp phải quỷ, thất thanh mà nói. Ngươi là Diệp Húc Diệp thiếu bảo? Đúng là Diệp mỗ. Diệp Húc nho nhã lễ độ cười tủm tỉm mà nói. Vị sư muội này đừng kinh sợ, cẩn thận động đến tai nhi. Bốn đệ tử Thái Cực Tông khác sắc mặt âm tình bất định, một thiếu nữ khác cười thảm mà nói. Ma đầu, đệ tử Thái Cực Tông chúng ta hôm nay gặp hạn rồi, người muốn giết hay muốn làm gì thì tùy ngươi vậy. Diệp huynh, bọn họ làm sao nhìn thấy ngươi lại còn có vẻ khủng bố hơn cả gặp phải đầu tuyết thú kia vậy? Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần, hiếu kỳ mà nói. Vừa rồi đối phó với đầu tuyết thú kia, bọn họ còn dám ra sức phản kháng, như thế nào nhìn thấy ngươi thậm chí ngay cả lá gan phản kháng cũng không có vậy? À Bạch huynh, thật không dám giấu giếm, ta chính là người trong ma đạo Đại Tân, không phải cùng một loại người với những vũ sĩ chính đạo này. Tuy rằng ta chưa làm qua chuyện gì xấu, nhưng trong mắt người chính đạo, tu luyện ma đạo vũ sĩ đều là hạng người tội ác tày trời.
mỗi người đều muốn giết cả. Diệp Húc thở dài, đi tới phía trước, vô tình mà nói: chính ma phân biệt khiến những người này không rõ thiện ác thị phi, đối với ta hiểu lầm quá sâu. Bạch Nam Hiên đuổi kịp hắn, có vẻ rất là đồng cảm mà nói: sư tôn ta cũng thường nói chuyện này, hắn nói chính ma yêu ba đạo, môn phái thành kiến nghiêm trọng, vừa thấy mặt đã muốn đánh đánh giết giết rồi. Nếu mọi người tiêu trừ thành kiến môn phái, thành kiến chủng tộc, đều hào hào khí khí, chẳng phải là thái bình thịnh thế hay sao? Ồ, tôn sư thật sự là một thế ngoại cao nhân. Diệp Húc cười nói: tuy nhiên sự thật là như vậy, chúng ta có thể làm gì được đây? Diệp huynh cao kiến, đợi sau khi chúng ta nguyên thai thuần dương, ta liền mang ngươi đi gặp sư tôn. Quan niệm của ngươi giống với sư tôn của ta, sư tôn khi thấy được ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thậm chí nói không chừng sẽ trở thành anh em kết nghĩa với ngươi kìa. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mà nói: Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng đuổi theo tới Thiên Phong Hạp Cốc, nếu không đợi tới cực dạ hàng lâm rồi, nguy cơ bên trong Bắc Hải băng nguyên ở khắp nơi kìa. Nơi hoang dã này không có mặt trời mọc hay là mặt trời lặn, có khi nửa năm đều có mặt trời, xưng là ngày mặt trời không lặn, có khi là nửa năm đều là đêm tối, xưng là cực dạ. Ngày mặt trời không lặn thì sắc trời sáng ngời, chỉ có loại quái vật như tuyết thú mới đi lại lái. Thế nhưng khi cực dạ, giờ tay không thấy năm đầu ngón tay, không biết bao nhiêu tồn tại không biết sẽ đi ra ngoài du đãng, rất là hung hiểm. Tiếp qua 10 ngày nữa sẽ là ngày mặt trời không lặn chuyển thành cực dạ. Chúng ta nhanh chóng chạy tới Thiên Phong Hạp Cốc đi thôi. Diệp Húc đúng là không biết nhiều lắm về Bắc Hải băng nguyên. Lúc này tốc độ của Bạch Nam Hiên đã nhanh hơn. Qua mấy ngày bọn họ rốt cuộc đã đi vào bên trong Thiên Phong Hạp Cốc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng loạt dãy núi lớn đứng sừng sững bên trên cánh đồng tuyết hoang vu. Núi lớn vỡ ra tạo thành một khe sâu đen nhánh nối thẳng xuống nền đất. Gió rít gào thổi tới sâu bên trong khe sâu này, sức gió mạnh mẽ tới cực điểm, ép không khí thành một mảnh hỗn độn. Trong đó từng đoàn phong sát cực kỳ hỗn loạn thi nhau bay tới bay lui. Thiên Phong Hạp Cốc này là khởi nguyên của cương vực đại phong của hơn 10.000 dặm Bắc Hải. Tất cả gió đều từ nơi này mà thổi ra, lan tràn tới khắp toàn bộ Bắc Hải băng nguyên. Diệp Húc còn chưa tiến vào Thiên Phong Hạp Cốc đã cảm thấy gió lạnh thổi tới, có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của một tam dương cảnh vu sĩ. Nếu như nguyên thần không đủ hùng mạnh, đừng nói tiến vào hạp cốc này tìm kiếm phong sát, chỉ sợ còn chưa đi tới được cốc núi, nguyên thần sẽ bị phân giải, hồn bay phách lạc. Tuy nhiên Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên thực lực cực kỳ mạnh, đúng là không để ý tới cuồng phong này. Hai người bay thẳng vào trong thung lũng, chịu gió lạnh mà đi tới. Trong thung lũng này lại không ngờ có người. Diệp Phúc đột nhiên chú ý tới bên trên vách đá hai bên thung lũng có mấy người đang khoanh chân ngồi, tế khởi vu bảo bảo vệ quanh thân. Ánh mắt của họ sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào cuồng phong đang thổi tới, ánh mắt không nháy một chút nào cả. Có mấy người thực lực khá là mạnh, rõ ràng ngồi ở trên một cột đá mọc lên trong thung lũng. Những người này đều là vu sĩ tam dương cảnh. Đóng giữ ở đây là chờ đợi sát khí hoàn chỉnh từ trong thung lũng thổi ra, sau đó thu phong sát, rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Diệp Húc nhìn tới, không ít vu sĩ chờ đợi sát khí ở đây, tóc đã trắng xóa, thậm chí ngay cả chòm râu cũng đã màu trắng. Hiển nhiên bọn họ ở trong này đã quá dài, vì thu hoạch sát khí hoàn chỉnh đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng, không biết bao nhiêu lâu. Những người này cũng không dám thâm nhập vào sâu bên trong Thiên Phong Hạp Cốc, đều là tam dương cảnh, thực lực vu sĩ có khả năng chênh lệch mấy trăm tới mấy ngàn lần. Những người quanh chân ngồi bên trong thung lũng này đều là vu sĩ tam dương cảnh, không đủ thực lực xâm nhập vào bên trong Thiên Phong Hạp Cốc, chỉ có thể chờ đợi phong sát từ trong cốc thổi ra, sau đó nhân cơ hội mà thu đi phong sát. Diệp Húc từ khi là tam đan cảnh đã từng dùng 7 thứ sát khí rèn luyện qua nguyên đan, thân thể và nguyên thần. Tuy nhiên, khi đó hắn chỉ tỉ lệ một lần đã khiến cho nguyên thần và chân nguyên của hắn có chứa đựng khí tức thuần dương, cũng không có hấp thu 7 đạo sát khí kia. Mà vu sĩ tam dương cảnh lại cần hấp thu sát khí, khu trừ tất cả tạp chất bên trong thân thể, nguyên thai, nguyên thần. Như vậy mới thành tựu nguyên thần, thành tu thành đại vu. Kìa, có phong sát thổi ra kìa. Đột nhiên có người kêu lớn, thanh âm tràn ngập vui mừng. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo phong sát màu xanh dài không tới 3 dặm đang từ sâu bên trong thung lũng thổi tới. Hiển nhiên những phong sát này chính là phế phẩm đã sử dụng qua. Đã có người dùng sát khí này rèn luyện nguyên thần, nguyên thai, còn lại một ít sát khí không tinh thuần. Tuy nhiên những vũ sĩ trong thung lũng này lại kích động vạn phần, đều ra tay hướng cái phong sát không trọn vẹn kia mà chụp tới.
Thậm chí có người vì thế mà đánh đập tàn nhẫn, công kích tới người cạnh tranh với mình. Tiếng chém giết ầm ầm một mảnh. Diệp Phúc thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu, đề nghị mà nói: Bạch huynh, nơi này không biết năm nào tháng nào mới xuất hiện một phong sát, chúng ta tốt nhất lên xâm nhập vào sâu bên trong Tiên Phong Hợp Cốc, tới bên trong tìm kiếm kìa. Hai người bay thẳng vào sâu bên trong hợp cốc, tới cuối chỉ thấy một cửa động màu đen thui rất lớn, cuồng phong từ trong cửa động thổi quét ra, quét sạch hết thảy. Phong thanh giống như hàng vạn quỷ ngưu ngửa cổ giống giận, đinh tai nhức óc. Động huyệt thật lớn này phạm vi hơn 10 dặm, giống như một cái miệng quái vật thật lớn. Chỉ thấy bốn phía vách tường của động huyệt đều là bông tuyết, kỳ hàn vô cùng. Hai người dọc theo động này bay vào sâu bên trong, càng ngày càng xâm nhập xuống nền đất. Chỉ nghe thấy phong thanh càng ngày càng vang, uy lực của cương phong cũng càng ngày càng mạnh, đủ làm thuần dương chi bảo bị dập nát. Vũ sĩ tam dương cảnh bình thường căn bản tới đây chỉ có một con đường chết. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên xâm nhập hơn 10 dặm vào động huyệt, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh hơn, mà nơi bọn họ đi qua cũng có không ít vũ sĩ đang quanh chân mà ngồi, thủ vững ở đây chờ đợi phong sát từ trong huyệt động thổi ra. Những người này có thể tiến tới được đây, hiển nhiên thực lực tương đối cao minh, hơn xa vũ sĩ tam dương cảnh bình thường. Càng đi sâu vào bên trong, Diệp Húc càng thấy vũ sĩ thưa thớt hơn. Bọn họ khi xâm nhập vào sâu bên trong động huyệt 100 dặm, cương phong mãnh liệt, bức cho hai người phi hành gian nan. Ven đường không thấy bất luận một vũ sĩ nào, hiển nhiên sức gió trong đây rất mạnh. Vũ sĩ tam dương cảnh rất ít người có thể tới được nơi này. Đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, vội vàng đánh giá khắp nơi, chỉ thấy động huyệt tới nơi này trở nên vô cùng trống trải. Phạm vi ngàn dặm giống như một thế giới loại nhỏ. Nơi này phong thanh không lớn, tuy nhiên trên đầu bọn họ là sát khí màu xanh nồng đậm vô cùng. Tất cả đang sung đãng ở trên bầu trời. Không trung dưới nền đất này xanh ngọc một mảnh, không ngừng có cương phong lẫn với sát khí từ trong động huyệt rít gào mà thổi ra bên ngoài. Đây là một phong sát khí rộng lớn ngàn dặm, hình thành mây trôi. Những đám mây sát khí này đúng là nguyên nhân làm cho cương phong hàng năm không ngừng thổi trên Bắc Hải băng nguyên. Đột nhiên một đạo phong sát khí dài tới 5-60 dặm theo đám mây sát khí từ sâu bên trong lao ra ầm ầm, giống như một giống đang giận dữ, mãnh liệt hướng tới huyệt động mà bay đi. Phong sát cực kỳ thuần túy, hẳn là sát khí tự nhiên sinh ra bên trong thung lũng này. Diệp Húc lấy tay chụp tới, trong bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên, bao lấy phong sát này lại, thu vào trong lòng bàn tay, hắn cười nói: "Bạch huynh, không bằng chúng ta thăm dò tìm tòi đám mây sát khí, nhìn xem bên trong có tận cùng là cái gì. Ý của ngươi như thế nào?" Bạch Nam Hiên gật đầu, hai người tài cao lớn mật, cấp tốc phóng lên cao, nhảy vào bên trong đám mây sát khí. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bốn phía gia tăng mãnh liệt, gần như có cảm giác như ở trong bàn hoàng lăng. Khí tức của bàn hoàng tạo áp lực cho hắn. Chẳng lẽ nơi này là tự nhiên hình thành hay sao? Thiên nhiên quả thực là kỳ diệu. Chưa có tới nơi này, ta không thể biết được thế gian này có địa phương kỳ lạ đến như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Hắn tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, tòa bảo tháp này vừa phủ xuống, lập tức áp lực lên hắn giảm đi, bức phong sát khí đi ra xa xa. Bạch Nam Hiên cũng tế khởi ra tấm tranh cuộn của mình, bức tranh cuộn này mở ra, hiện ra một đám yêu văn hình thù kỳ quái, bức lui cương sát khí. Hai người trong đám mây sát khí này lững thững di chuyển, chỉ thấy thỉnh thoảng có một đạo phong sát khí đi qua sát bên người bọn họ. Những phong sát này bị mây sát khí áp chế, thu lại chỉ còn lớn nhỏ hơn một trượng, giống như một đầu tiểu thanh long vậy. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đều tự ra tay, không ngừng thu sát khí. Không bao lâu, Bạch Nam Hiên đã thu được hơn 10 đạo phong sát. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn lấy tay chụp tới chụp lui, bắt từng đạo phong sát vào trong lòng bàn tay của mình. Trong lòng hắn không khỏi tò mò mà hỏi: "Diệp huynh đã góp nhặt hơn 20 đạo phong sát rồi, chẳng lẽ nhiều sát khí như vậy còn không đủ làm nguyên thần nguyên thai tẩy đi được tạp chất hoàn toàn hay sao?" Qua không lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng thu đủ 36 đạo phong sát, đang muốn rời khỏi, đột nhiên trong mây sát khí truyền tới tiếng nổ như sấm, toàn bộ địa huyệt chấn động không ngừng. Xoẹt! Một cái đầu thật lớn từ trong hư không xuất hiện, mở cái miệng rộng của mình, răng sắc cắn một cái, làm cho phiến mây sát khí bị cắn rơi một nửa. "Đây là cái gì vậy?" Bạch Nam Hiên nhìn xem bằng nghẹn họng, nhìn chân chối, chân tay luống cuống. Đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình dạng như chăn như rồng, trên đầu hở ra một đám cốt bao thật lớn, hình thể cực kỳ to lớn. Nó thò ra cái đầu từ bên trong hư không, cái mồm to lớn phải tới trăm dặm, không khỏi làm cho Bạch Nam Hiên nhìn xem mà ngây người. Ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng túa ra hàn khí. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, đây là sinh vật khổng lồ nhất mà hắn từng được nhìn thấy.
Loại quái vật như chăn như rồng này chỉ cắn một cái là mất một nửa mây sát khí. Lập tức há miệng hút một cái, chỉ thấy vô số sát khí nháo nhào, dũng mãnh trôi vào bên trong miệng của nó. Vị huynh đài long mãng này làm người không thể không phúc hậu như vậy. Người đem tất cả sát khí ăn sạch, những người khác phải làm sao bây giờ? Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn về phía sinh vật to lớn kia kêu lớn, đi mau! Diệp Húc không khỏi phân trần, tế khởi cột buồm lôi kéo hắn chạy trốn. Đầu cự mãng này khổng lồ như vậy, thật không ngờ Bạch Nam Hiên còn muốn đi nói lý với nó, thật sự là kẻ không biết thì không biết sợ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã mang theo Bạch Nam Hiên chạy ra mấy trăm dặm, lao ra khỏi mây sát khí, dọc theo thông đạo hướng thẳng ra bên ngoài mà chạy như điên. Ở phía sau, long mãng thật lớn kia một hơi hút sạch mây sát khí, lập tức nhúc nhích thân thể dọc theo thông đạo bơi về phía trước. Diệp huynh, ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Nam Hiên sắc mặt kịch biến, trầm giọng mà nói, long mãng kia nhất định là sinh vật viễn cổ. Nếu ta không lầm mà nói, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, ngày mặt trời không lặn đã chuyển hóa cực dạ rồi. Sao, cực dạ ư? Diệp Húc nao nao, lúc này mới nhớ tới Bạch Nam Hiên đã từng nói, nếu như cực dạ giáng lâm sẽ gặp không biết bao nhiêu tồn tại không biết tên du đáng ở Bắc Hải băng nguyên này. Long mãng thật lớn phía sau bọn họ hiển nhiên là một loại tồn tại không biết tên. Thực lực của long mãng này tuyệt đối là có thể so với đại vu tam thần cảnh. Nếu vào cực dạ ở Bắc Hải băng nguyên đều là quái vật khủng bố này du đáng. Diệp Húc gần như không thể tưởng tượng được những người này còn có thể sinh tồn ở nơi nguy hiểm này được hay sao. Long mãng phía sau bơi tới, tuy rằng di chuyển rất chậm rãi nhưng hình thể nó cực lớn, tốc độ ngược lại nhanh tới kinh người, bước thẳng tới bọn họ. Diệp Húc cũng không kịp suy nghĩ, toàn lực thúc giục cột buồm dọc theo thông đạo bão tắp mà đi. Tuy nhiên một lát sau, hắn liền mang theo Bạch Nam Hiên lao ra khỏi Thiên Phong Hạp Cốc, trong chớp mắt đã là trăm dặm đường. Lúc này bên ngoài trời đã tối, cực quang nhiều màu sắc từ trên cao hạ xuống bị ngăn cản quay ngược lại, miễn cưỡng còn vài tia sáng. Lúc này Bắc Hải băng nguyên quả thực đã tới cực dạ, xa xa chuyển tới những thanh âm gầm rú liên tiếp, thanh âm lớn tới dọa người. Mà những vu sĩ tam dương cảnh ngồi bên trong thung lũng Thiên Phong hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải hiện tượng cực dạ này. Lúc này những người này đã sớm tránh né, trong thung lũng không còn một bóng người. Long mãng thật lớn kia đột nhiên thò đầu ra khỏi Thiên Phong Hạp Cốc, cái mồm rộng lớn của nó lớn hơn trăm dặm, hung hăng tấp thẳng tới hai người bọn họ. Diệp Húc khống chế cột buồm hiểm hiểm bay ra từ khe hở giữa răng nanh của nó, chỉ nghe thấy phía sau chuyển tới thanh âm răng rắc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, nương theo ánh sáng mờ tỏ của cực quang, chỉ thấy long mãng kia cắn vào bên trong hư không, xuất hiện một khối hắc động lớn nhỏ trăm dặm xuất hiện. Qua ngắn ngủi chớp mắt, hắc động lúc này mới biến mất, hư không trở lại như cũ. Long mãng này lực cắn kinh người, dường như ngay cả hư không cũng có thể ăn được. Này long mãng huynh, người muốn làm cái gì vậy? Mọi người sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện, làm gì mà cứ đánh đánh giết giết như vậy? Bạch Nam Hiên đứng ở đuôi cột buồm hướng về phía long mãng kia mà nói. Phốc xoẹt, long mãng này phun ra hai dòng khí lưu gần như thổi bay hắn đi. Thân hình của nó quá dài, lúc này còn chưa có rời khỏi Thiên Phong Hạp Cốc, thân hình vẫn du động trong hư không không ngừng nghỉ, đuổi theo hai người Diệp Húc. Diệp Húc trong chớp mắt đã bay ra ngàn dặm, đột nhiên chỉ nghe thấy phía sau chuyển tới tiếng kêu lên đau đớn của long mãng kia, sau đấy tiếng xích sắt ầm ầm vang lên. Diệp Húc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân long mãng đã triển ra khỏi Thiên Phong Hạp Cốc, nhưng xương đuôi của nó lại bị một xích sắt cột lại, cột lại với Thiên Phong Hạp Cốc này dài tới hơn dưới trăm dặm. Xích sắt này xuyên thủng thân hình của nó, khóa trụ đầu long mãng có thực lực đại vô tam bất diệt cảnh này, chấn áp nó, làm cho nó hoàn toàn không thể rời khỏi Thiên Phong Hạp Cốc được. Đây là có chuyện gì vậy? Người nào có thể chấn áp được loại dị thú này đây? Diệp Húc ngẩn ngơ hỏi Bạch Nam Hiên. Bạch huynh, sư tôn của ngươi có nói qua chuyện này hay không? Để ta xem. Bạch Nam Hiên vội vàng tới khởi trang cuộn, cẩn thận xem một lần, lắc đầu mờ mịt nói. Cũng không có. Ta tìm người hỏi một chút vậy. Diệp Húc lấy ra linh cữu thanh đăng, gõ nắp quan tài. Già La Minh Tôn đẩy quan tài, chu cái đầu ra, nhìn thấy long mãng thật lớn, ánh mắt lập tức thẳng lại, nước miếng chảy ròng ròng nói. Thật là một đầu hư không long mãng thật lớn, thật muốn ăn nó quá đi. Già La Minh Tôn liên tục xem chừng, chỉ thấy đầu hư không long mãng này bị khóa trong Thiên Phong Hạp Cốc, nhưng hung uy vẫn ngập trời. Thân thể của nó quá lớn, phạm vi ngàn dặm đều ở trong phạm vi công kích của nó. Lúc này mới trầm giọng mà nói. Đây là một đầu hư không long mãng, lại bảo là tu xà, là dị chủng thầy viễn cổ, phỏng chừng bị người chấn áp ở nơi này.
ngay cả nguyên thần cũng bị khóa trụ, không thể xây dịch biến hóa. Người này có thể chấn áp được loại dị chúng dũng mãnh từ thời viễn cổ hoang dã này, tự nhiên có thể dễ dàng giết được nó. Nhưng phòng trừng muốn nó canh giữ cái gì đó mới lưu lại tính mệnh mà thôi. Diệp Phúc trong lòng có chút tò mò, hư không long mãng này từ trong Thiên Phong Học Cốc bay ra, chẳng lẽ nói bên trong trọng địa, trọng huyệt có bảo tàng gì hay sao? Có thể chấn áp được long mãng lợi hại như thế này, người nọ phân nửa là vua hoàng. Vua hoàng này cần long mãng trông coi cái gì đây? Chẳng lẽ là kho báu của hắn khi còn sống lưu lại hay sao? Minh Tôn người có động tâm hay không? Già La Minh Tôn và Diệp Húc liếc nhau, hai người tâm ý thông nhau. Bạch Nam Hiên lúc này liếc mắt đánh giá hư không long mãng một cái, đề nghị nói: Diệp huynh, nếu chúng ta đã lấy được đầy đủ phong sát, tốt nhất vẫn là nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn kìa. Tiểu yêu quái, ngươi sợ sao? Già La Minh Tôn cạc cạc cười nói, vươn đầu lưỡi thô dài của mình liếm liếm mặt của Bạch Nam Hiên. Da thịt thật non, thật muốn ăn quá. Vị đại minh tôn vương này nhỏ giọng thầm nói. Bạch Nam Hiên lau nước miếng ở trên mặt, lắp bắp miệng bạch nói: Ta sao lại sợ chứ? Còn có vị minh tôn này, không được nếm mặt của ta, rất không có lễ phép đâu. Diệp Húc cười nói: Bạch huynh, lòng mãng này hơn phân nửa bảo vệ một kho báu của vua hoàng, của cả bên trong nhiều vô số kể. Chúng ta nếu đã tới được đây rồi, đương nhiên là phải thăm dò tới tụt cùng. Chẳng lẽ Bạch huynh không động tâm hay sao? Bạch Nam Hiên bị hắn nói cho quả thực là động tâm, có chút chần chừ. Hắn nói: Lòng mãng này phân nửa là bảo vệ phần mộ của chủ nhân, chúng ta đi trộm mộ người khác dường như là không tốt cho lắm đâu. Còn có Minh Tôn, đừng có liếm nữa đi, nếu như liếm nữa ta giận đấy. Hắn hiển nhiên là một người rất thành thật, nếu đổi lại là Diệp Húc đã sớm bùng lên mà giết người rồi. Minh Tôn, vị Bạch huynh này là bạn tốt của tiểu đệ, không phải là đồ ăn của ngươi đâu. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ cười nói: Nếu ngươi có ý tưởng, không ngại xử lý đầu long mãng kia, sau đó chúng ta đi thăm dò Thiên Phong Học Cốc sâu bên trong tới tụt cùng là ẩn nấp cái gì nào. Được, đại tôn ta cái gì đều nếm qua rồi, còn chưa có nếm qua loại viễn cổ mãnh thú hư không long mãng này. Già La Minh Tôn hô một tiếng nhảy ra khỏi linh cữu, một tay nâng lên quan tài, một tay cầm thiên khuyết chiến kích, quanh thân ma diễm ngập trời, nhanh chóng bay tới hư không long mãng. Thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, tuy nhiên trước mặt hư không long mãng này vẫn nhỏ bé đến không chút đáng kể. Vù, hắn tới khởi linh cữu thanh đăng, chỉ thấy ngọn lửa màu đen giống như che trời phủ đất hướng tới hư không long mãng ép tới. Hư không long mãng kia đắm chìm bên trong hắc hỏa, dường như không chịu bất luận thương tổn nào vậy. Già La Minh Tôn phát ra chân nguyên, chỉ thấy khẩu linh cữu thanh đăng này uy năng hoàn toàn mở ra, hóa thành một quan tài màu đen lớn chừng trăm dặm, bên trong chuyển tới từng đợt hấp lực mạnh mẽ. Ầm vang, quan tài màu đen hút tới hư không liên tục sụp đổ, không ngừng chui vào bên trong quan tài. Khẩu bất diệt chi bảo này có thể nói đã được Già La Minh Tôn thôi phát ra uy năng lớn nhất, uy lực mạnh mẽ tột đỉnh. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh về phía sau. Linh cữu thanh đăng uy lực quá mạnh mẽ, ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi. Nếu chỉ có hơi chút vô ý, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không có, sẽ bị hút vào bên trong quan tài mà luyện hóa. Hư không long mãng dường như cũng cảm thấy được uy hiếp, nó há mồm hút một cái, trong miệng cũng chuyển tới hấp lực dị thường hùng mạnh, không ngờ không chút kém so với linh cữu thanh đăng. Nó chỉ có há mồm hút đã có uy năng đủ để chống lại linh cữu thanh đăng, thật không hổ là viễn cổ dị chủng. Hay cho một đầu hư không long mãng. Già La Minh Tôn quát lớn liên tục, thân hình ngày càng cao, càng ngày càng lớn, thi triển ra pháp tướng thân thể của mình, dung nhập với thân thể, giống như một pho tượng khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất. Thiên khuyết chiến kích trong tay hắn cũng tăng vọt lên, bị hắn cầm ở trong tay. Chỉ thấy tòa chiến kích được tạo thành từ một tòa cung điện này cũng chính là linh kiện cơ bản của chiến kích, liên hợp thành một thể thống nhất, uy lực lớn kinh người, gần như bầu trời cũng có thể đánh sập vậy. Răng rắc một tiếng, Già La Minh Tôn huy khởi chiến kích chém thật mạnh xuống, chỉ thấy đầu hư không long mãng kia ngẩng đầu, hung hăng đánh thẳng tới chiến kích. Hai tồn tại mạnh mẽ giao thủ, chỉ trong chớp mắt đã phân cao thấp. Già La Minh Tôn pháp tướng bị phá nát, miệng hộc máu, bay ngược ra ngoài, bay tới mấy trăm dặm vẫn không trụ được thân thể, hai tay run rẩy không ngừng. Mà đầu hư không long mãng kia lại cong cong cái đầu, cốt bao trên đầu nó hoàn toàn không tổn hao gì. Hiển nhiên thân thể của nó đã mạnh mẽ tới mức không thể tin được nổi. Ngay cả Già La Minh Tôn thiên khuyết chiến kích cũng không làm cho nó tổn thương được.
Bà nội nó, ta không tin ngươi còn mạnh hơn lão tử. Già La Minh Tôn đang muốn lao ra, Diệp Phúc vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói: Minh Tôn, chứ không nên động thủ, có người tới kìa. Già La Minh Tôn vội vàng dừng tay, chỉ thấy những tiếng ca lả lướt tới, giống như những điệu hát dân gian của trẻ con vậy. Đám người Diệp Húc chỉ cảm thấy quái dị vạn phần, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Một tiểu hài tử áo vàng, chỉ cao ba thức, không biết từ nơi nào chui ra, trong tay cầm theo một cây dao nhỏ, hoạt bát đi tới. Nó đi tới đỉnh đầu của hư không Long Mãng, ngồi xuống bên trên cốt bao, huy động cái dao nhỏ, thỉnh thoảng đánh từng cái rung động không khí. Hư không Long Mãng vốn cực kỳ thô bạo, thế nhưng thấy hoàng sam áo lót vàng tiểu nhi cao không tới ba thức này, trong mắt không ngờ lại lộ ra thần sắc sợ hãi, không dám cử động, tùy ý để cho nó đi lên đầu của mình. Tiểu nhi hoàng sam này không ngờ cũng là viễn cổ dị chúng, tên là Khánh Kỵ, lại được gọi là Yếu Ly, trong truyền thuyết nó là người kéo xe ngựa cho viễn cổ Vu Hoàng. Già La Minh Tôn thất thanh nói, hắn sắc mặt âm tình bất định, bàn tay to chả một cái. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên hết thảy đều bị cuốn vào trong lòng bàn tay của hắn, cấp tốc bay tới phương hướng khác, trầm giọng nói: Nếu như lão tử không lầm mà nói, cách đây không xa khẳng định còn có viễn cổ dị thú khác nữa kìa, cũng là một đầu Khánh Kỵ khống chế. Hắn nháy mắt là đã đi được ngàn dặm, tuy nhiên chỉ một lát là đi tới một nơi khác của Bắc Hải Băng Nguyên, chỉ nghe thấy những tiếng thú nặng nề chuyển tới. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay của hắn, mượn ánh sáng ảm đạm của cực quang mà nhìn lại, chỉ thấy xa xa trong bóng tối là một đầu dị thú đang đứng. Nó không biết chui ra từ nơi nào, giống như một ngọn núi cao lớn trăm dặm, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực kỳ nặng nề. Mà trên đỉnh đầu của nó, không ngờ cũng có một hoàng sam tiểu nhi rất nhỏ nhắn, cầm dao nhỏ trong tay, ngồi nghiêm trang ngay ngắn. Mà đầu dị thú này cũng giống như hư không Long Mãng, đuôi bị xích sắt nối thẳng dưới nền đất. Đây là một đầu áp dữ, cũng là viễn cổ mãnh thú, bá chủ tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Già La Minh Tôn khóe miệng nhảy lên, nhỏ giọng mà nói: Những viễn cổ mãnh thú này thực lực mạnh hơn xa với người ngang cấp, phỏng chừng là cao thủ nhân hoàng kỳ, tới đây cũng đừng mơ tưởng mà chiến thắng được nó kìa. Diệp Phúc trong lòng tò mò, nhíu mày nói: Minh Tôn, người nào đã giam cầm những mãnh thú viễn cổ ở đây vậy? Cho dù là Bạch Nam Hiên lúc này cũng tò mò, hắn tuy rằng xuất thân yêu tộc nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tồn tại từ viễn cổ này. Ta làm sao mà biết được? Già La Minh Tôn lắc đầu, lập tức hướng tới phương vị khác của Bắc Hải Băng Nguyên mà bay tới. Không qua bao lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy một đầu mãnh thú hình người, giống như một đầu người khổng lồ đang nửa trên cánh đồng hoang vu. Tay nó cầm lăng nha bổng, răng nanh lớn, hung ác dị thường. Đây là một loại mãnh thú viễn cổ có tên là tạc sĩ. Trên đầu tạc sĩ cũng có một hoàng sam tiểu nhi ngồi, làm cho nó phục tùng, không dám có chút gì động. Tạc sĩ này cũng bị xích sắt khóa chặt thân thể và nguyên thần, không thể xê dịch được. Nơi khác, đám người Diệp Húc lại phát hiện ra một đầu phong hy bộ dạng như lợn rừng, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Rồi lại có một đầu quái xà chín đầu tên là Kiều Anh, mặt người thân rắn, có 9 cái đầu, so với tu xà lại không kém chút nào. Còn có một đầu quái điểu tên là Đại Phong, lớn vô cùng, cũng bị xích sắt khóa đi thân thể và nguyên thần, hiện ra phía trên hoang nguyên, tất nhiên cũng bị hoàng sam tiểu nhi Khánh Kỵ cống chế. 6 loại mãnh thú viễn cổ này không biết bị ai chấn áp ở nơi này, đợi tới khi cực dạ mới xuất hiện, hung uy kinh thiên. Diệp Húc từ trước chưa bao giờ tới nơi này, lúc này lại nhìn thấy dị tượng, không khỏi nghẹn họng chân chối. Nhiều mãnh thú viễn cổ như vậy, chỉ sợ đều là ngựa kéo xe cho người khác, làm chân chạy cho người khác. Thật không biết người nào có phách lực như vậy, khống chế toàn mãnh thú khủng bố, làm cho chúng nó phục tùng dễ bảo như vậy. Ầm vang một tiếng, hư không đột nhiên chấn động, một cái cột thật lớn đột nhiên đánh tan trời cao, từ trong hư không giáng lâm, chiếm cứ bốn phía Bắc Hải Băng Nguyên. Một cỗ uy năng tối nghĩa phát ra, chấn áp hết thảy. Diệp Húc trong lòng vừa động, vội vàng nhỏ giọng mà nói: Đại Tôn, có người tới, nhanh chóng chạy vào quan tài đi thôi. Già La Minh Tôn cuống quýt trốn vào trong quan tài, vụng trộm hé mở cánh cửa quan tài, đôi mắt màu đỏ hướng ra bên ngoài đánh giá, không khỏi hoảng sợ mà nói: Ở lão đệ, đây là uy năng của cấm bảo. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu nói: Bốn cây cột trụ này là chân phạt của thiên đình hạ ra. Bốn cây cột trụ rút cuộc cũng hạ xuống đất, làm cho Bắc Hải Băng Nguyên rung lên không ngừng. Chỉ thấy trên không hư không, thiên đỉnh chậm rãi xuất hiện, đè xuống phía dưới. Đại đỉnh này chiếm cứ phạm vi ngàn dặm, trong đỉnh trôi nổi một tòa đại lục. Trên đất bằng có núi, sông,
có biển rộng, có thành quách, có nhân loại, có yêu thú. Sáu manh thú viễn cổ này nhìn thấy đại đỉnh to lớn này giáng lâm, trong mắt lộ ra thần sắc bất an, trở nên có chút dao động bất an. Trung Châu Hạ gia có việc, mời các vị đồng đạo cấp cho thể diễn rời khỏi Bắc Khải, miễn cho phát sinh xung đột với Hạ gia ta. Trong đỉnh đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh vu sĩ nhân loại, chính là một pho pháp tướng thật lớn, ôm ôm nói, thanh âm truyền khắp Bắc Hải băng nguyên. Sao, Hạ gia không ngờ lại xuất động thiên đỉnh, chẳng lẽ trong Bắc Hải băng nguyên này ẩn giấu cái bí mật gì sao? Diệp Húc khép quan tài lại, miễn để cho người ta phát hiện ra khí tức của Già La Minh Tôn. Trong lòng buồn bực mà nói, Ứng Tông Đạo Sư Huynh giao ngọc phù cho ta, ghi rõ trạm thứ nhất là Bắc Hải băng nguyên. Chẳng lẽ hắn đoán trước được tình huống này, cố ý để cho ta tới Bắc Hải, để cho ta tới xem xét hay sao? Diệp Húc lấy ra ngọc phù, tâm niệm vi động, thăm dò vào bên trong ngọc phù, chỉ thấy thế giới địa đồ trong ngọc phù, vị trí Bắc Hải băng nguyên có viết một dòng chữ nhỏ mà hắn chưa từng lưu ý. Cùng lúc đấy, Bạch Nam Hiên cũng lấy ra tranh cuốn của hắn, mở tranh cuốn ra, cẩn thận đánh giá sắc mặt khẽ biến, hô nhỏ mà nói, Bắc Hải bí cảnh. Diệp Húc trong lòng rùng mình, Bạch Nam Hiên chính là đệ tử quan môn của Hải Ngoại Thanh Đế Môn môn chủ, đường đường là môn phái do một thế hệ thiên đế truyền tới ngày hôm nay. Tu vi của môn chủ môn phái này chỉ sợ là nhân vật cùng cấp bậc với Ứng Tông Đạo. Hiển nhiên môn chủ Thanh Đế Môn khiến cho Bạch Nam Hiên tới đây phân nửa là cũng đã biết Bắc Hải băng nguyên có sự kiện phát sinh, cũng tức là Bắc Hải bí cảnh sắp xuất hiện. Mà Ứng Tông Đạo trong ngọc phù của Diệp Húc thấy trạm thứ nhất là Bắc Hải băng nguyên, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân như vậy. Hai người này đang mưu túc trí, sẽ không vô duyên vô cớ để chúng ta tới nơi này, khẳng định là có đại sự phát sinh. Mà tới tận cùng thì Bắc Hải bí cảnh là gì đây? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần, đánh giá khắp mọi nơi, chỉ thấy Bắc Hải băng nguyên ngoại trừ sáu đầu cự thú viễn cổ ra cũng không có bất cứ cái gì khác, căn bản là không nhìn ra được cái gì gọi là bí cảnh. Trung Châu Hạ gia thật sự là bá đạo, Bắc Hải bí cảnh không phải là của Hạ gia các ngươi. Các ngươi Hạ gia thiên đỉnh đã sớm biến mất rồi. Thiên đỉnh mới được luyện chế này chỉ là do nhân hoàng đúc luyện. Dựa vào thiên đỉnh này, các ngươi nghĩ rằng có thể chiếm lấy được Bắc Hải bí cảnh được hay sao? Đột nhiên lại có hơn 10 người bay tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng, còn có một lão giả trên đỉnh đầu hiện lên pháp tướng. Tôn pháp tướng này cao tới vạn trượng, đang thở hổn hển mà khiêng một cái búa cực kỳ lớn. Lại có một người tới khởi 2 thanh kim giản cùng 36 tiết va chạm lẫn nhau trong không trung như kim long vậy, phát ra những tiếng nổ rung trời. Đây là 3 kiện bất diệt chi bảo, ánh dao sinh huy, đồng thời đối kháng với uy hiếp của thiên đỉnh. Những người khác đều là người trẻ tuổi, đứng giữa đám người lộ ra khí độ ung dung cao quý, cũng là người quen của Diệp Húc, Đại Đường Thái Tử Hỷ. Về phần 6 người đằng sau, hẳn là tài năng tuấn kiệt trẻ tuổi của Tiên Sách Phủ. Đột nhiên lại có người cười dài nói, Thiên Vương Phủ, Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, Trình Vương Phủ, Liệt Thiên Phủ, rồi Tần Vương Phủ, Kim Long Song Sán, Đại Đường Tiên Sách Phủ, Thượng Tướng, Trường Sử, Tư Mã cùng nhau tới đây. Xem ra Tiên Sách Phủ đối với Bắc Hải bí cảnh thật sự là bỏ đủ tiền vốn mà. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm cao thủ giáng lâm, lại tới từ các môn phái khác nhau, cường giả chính ma yêu ba đạo đều tới, đều có cao thủ tam bất diệt cảnh trấn thủ, lại có bất diệt chi bảo, thực lực cực đoan hùng mạnh, tản mắt ra từng đợt khí diễm hưng thiên khung, chống lại thiên đỉnh của Hạ gia. Lúc này, hiển nhiên thiên đỉnh Hạ gia không thể chống lại được rồi, bị hơn 10 kiện bất diệt chi bảo ép tới, dần dần thu nhỏ lại, không còn lớn như trước nữa. Thiên đỉnh này dù sao cũng không phải là cấm bảo chân chính, mà là nhân hoàng kỳ cao thủ Hạ gia căn cứ vào thiên đỉnh chân chính mà rèn ra phòng chế phẩm. Nó đối với hơn 10 kiện bất diệt chi bảo quả thực là có chút lực bất tòng tâm. Nếu như đổi lại là thiên đỉnh chân chính, đừng nói hơn 10 kiện bất diệt chi bảo, cho dù là 100 kiện, 1 vạn kiện cũng đừng mơ tưởng chống lại được thiên đỉnh, chỉ bị chấn áp mà thôi. Diệp Húc thấy thế, tâm niệm vi động, tế khởi linh cứu thanh đăng, nhỏ giọng nói, Minh Tôn, lão nhân gia ngài còn không phát huy đi. Già La Minh Tôn trốn trong quan tài buồn bực không ngừng, nghe nói như thế vội vàng thúc giục uy năng của quan tài. Chỉ thấy khẩu quan tài lớn này bay ngang trời, tản mát ra uy năng kinh thiên, hướng tới thiên đỉnh đè tới. Thậm chí bức khẩu bất diệt chi bảo này liên tục lui về phía sau. Có linh cứu thanh đăng và Già La Minh Tôn chấn áp, thiên đỉnh Hạ gia thu nhỏ lại, biến thành phạm vi 100 dặm. Trong đỉnh khối lục địa bị ép tới sụp đổ từng mảng. Không sai, Trung Châu Hạ gia rất là bá đạo,
Thật không ngờ lại dám độc chiếm Bắc Hải Bí Cảnh, bắt nạt Hoàng Tuyền Thánh Tông ta và Thanh Môn Đế không có người hay sao? Diệp Húc uy phong lẫm lẫm nhấc Bạch Nam Hiên lại đây, trầm giọng quát: Diệp huynh, có phải chúng ta quá kiêu ngạo hay không? Bạch Nam Hiên liếc mắt đánh giá khắp bốn phương, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là có cao thủ mạnh mẽ tới đáng sợ, cùng với một đống kiện bất diệt chi bảo to lớn không gì sánh được. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Diệp Húc an ủi nói: Không có gì, nơi này cao thủ nhiều, không ai dám động thủ đâu. Hiện tại có thể nói thì phải mở miệng nói chuyện, cho thấy mình tồn tại, nếu không lợi ích sẽ bị người ta chia cắt sạch sẽ, không có phần cho chúng ta đâu. Thái tử Hỉ nhìn thấy quan tài màu đen, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm vị trí của Diệp Húc. Quan tài màu đen nguyên là bảo vật của hắn, bất triệt chi bảo, tuy nhiên khi ở bàn Hoàng Lăng lại bị Diệp Húc lấy Nam Thiên Môn thu đi. Diệp thiếu báo, căn bản đừng mơ tưởng mà tới khởi được linh cứu thanh đăng này. Hay là Hoàng Tuyển Ma Tông và Thanh Đế Môn cũng có cao thủ tiến tới hay sao? Thái tử, không nên động nổ. Tới khởi linh lung Hoàng Kim Bảo Tháp chính là đại thiên vương của Thiên Vương Phủ, đồng thời cũng là thượng tướng Thiên Sắt Phủ, gần với Đường Hoàng. Hắn mỉm cười nói: Diệp thiếu báo là nhiều việc ác, giết con trai ta, lần này hắn trốn không thoát được đâu, thái tử yên tâm. Hóa ra là người của Hoàng Tuyển Ma Tông và Thanh Đế Môn tới, xem ra lần này Bắc Hải Bí Cảnh mở ra kinh động không ít thánh địa, thậm chí ngay cả hải ngoại thanh đế, Thanh Đế Môn cũng phái người cao thủ tới kìa. Có người tìm kiếm xung quanh không phát hiện ra đám người Diệp Húc, liền lẩm bẩm nói: Đột nhiên trên không trung từng ngôi sao rớt xuống, ở giữa không trung hóa thành một tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu thật lớn, bao phủ lấy mấy ngàn dặm, giống như vũ trụ tinh không giáng lâm xuống thế gian. Tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu này đột nhiên phân giải hóa thành một trận đồ lớn nhỏ trăm dặm rồi lập tức biến mất. Chỉ thấy hơn 10 cao thủ chu thiên tinh cung xuất hiện, lấy Thạch Tinh Hải mà cầm đầu. Tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng thật lớn, ầm ầm rơi xuống phía trên băng nguyên. Chỉ thấy ba thiếu nữ dắt tay nhau đi tới, phía sau các nàng hiện ra một vầng trăng thật lớn chiếu rọi thiên địa. Lập tức phía đông của băng nguyên trên biển rộng dâng lên một vầng mặt trời chói chang bay nhanh tới đây. Mặt trời chói chang rơi xuống đất hóa thành hai vũ sĩ, một vị là Đông Hoàng Mục, người còn lại là một lão giả cổ lão, lông mây trắng, râu cũng bạc trắng. Vầng mặt trời chói chang sau lưng của lão giả lay động hóa thành một cái đồng lô thật lớn. Ngay cả cường giả ma đạo tam cung cũng tới đây, Đông Hoàng Mục và Thái Dương Thần Cung cường giả thế hệ trước cùng nhau tới đây. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đại vu tam thần cảnh, chính thức trở thành đệ tử Thái Dương Thần Cung hay sao? Có người nhận ra hai người này không khỏi kinh hô mà nói: Đông Hoàng Mục mới bao nhiêu tuổi chứ, không ngờ đã trở thành đại vu. Tương lai nếu như chuyển ra tin tức hắn trở thành vu hoàng, ta nhất định sẽ không kinh ngạc đâu. Diệp Húc trong lòng cũng chấn động. Lần trước khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Mục, người này vẫn là tam dương cảnh, dương thần cửu phẩm, bị Già Lam Minh Tôn bước đi, hiện giờ lại xuất hiện không ngờ đã là đại vu tam thần cảnh. Đông Hoàng Mục tu vi tăng trưởng thật sự là vô cùng nhanh chóng, có thể nói là thần tốc được rồi. Hay là hắn có thể chất đặc thù, nếu không tại sao lại nhanh như thế được đây? Lúc này nhiều cao thủ giáng lâm, Trung Châu Hạ Gia càng không thể chấn áp được chẳng diện, chỉ bằng một kiện thiên đỉnh phòng chế phẩm, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại được nhiều cường giả thánh địa đến như vậy, trừ phi vận dụng cấm bảo chân chính của Hạ Gia. Tuy nhiên, thúc giục cấm bảo tiêu hao thật sự quá lớn, đủ để có thể hút khô một cường giả tam bất diệt cảnh trong nháy mắt. Cho dù là Hạ Gia vận dụng cấm bảo chân chính tới chấn áp, nhưng thánh địa khác khẳng định cũng có cấm bảo. Tới lúc đó sẽ là đại chiến giữa các cấm bảo, toàn bộ thế giới đều sẽ bị đánh cho dập nát, mất nhiều hơn được. Không có thánh địa nào có thể chịu được tổn thất lớn đến như vậy. Vì một Bắc Hải Bí Cảnh khẳng định không đáng giá. Chư vị đồng đạo, Bắc Hải Bí Cảnh này là tổ tiên Hạ Gia lưu lại bí cảnh, chư vị chẳng lẽ phải nhất định đối nghịch với Hạ Gia ta sao? Mấy lão giả tam bất diệt cảnh trong thiên đỉnh Hạ Gia xuất hiện, trong đó một lão giả trầm giọng mà nói. Có người cười ha hả lên tiếng: Bắc Hải Bí Cảnh là của Hạ Gia tổ tiên các ngươi lưu lại hay sao? Thật sự làm cho người ta cười tới rụng răng mà. Không sai, Bắc Hải Bí Cảnh chính là Nghệ Hoàng lưu lại, toàn bộ bí cảnh là Nghệ Hoàng cướp đoạt mảnh vỡ tam thập tam thiên, 33 tầng thiên giới bị phá nát, chỉ còn lại 9 tầng. Bắc Hải Bí Cảnh là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, bị Nghệ Hoàng lưu lại 6 đầu viễn cổ cự thú trông coi. Mà Nghệ Hoàng tuy rằng là vu hoàng đại thương, cũng không phải là người Hạ Gia các ngươi, mà là cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của Hạ Gia, thậm chí đánh cắp cửu đỉnh,
làm cho ba đỉnh thiên địa dương của các ngươi không biết rõ tung tích ở đâu kìa. Làm cho đại hạ hoàng triều xuống dốc, sau đó mới bị thăng hoàng lật đổ. Nghìn vạn năm qua, hạ gia các ngươi không chỉ một lần tiến vào Bắc Hải bí cảnh, đơn giản là tìm kiếm tung tích thiên địa dương ba đỉnh. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, vẫn không có tìm được tới. Hiện giờ Bắc Hải bí cảnh, bởi vì ưu đàm hóa 500 năm nở ra một lần mà sắp mở, bí cảnh sắp xuất hiện, hiện tại có nói thế nào cũng không thể để cho hạ gia ngươi độc chiếm bí cảnh được. Mọi người, mỗi người một câu. Diệp Húc nghe xong một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Hóa ra đại tương hoàng triều xuất hiện ra một vị nghệ hoàng, cướp lấy ngôi vị hoàng đế của hạ gia, lấy đi thiên địa dương ba đỉnh. Sau đó hạ gia xuất hiện một vị vu hoàng Thiếu Khang, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc thủy chung vẫn không tìm được ba cấm bảo này, làm cho đại hạ càng ngày càng lộn bại, rốt cuộc cũng bị thăng hoàng lật đổ. Người của hạ gia hoài nghi ba đại đỉnh này bị nghệ hoàng giấu ở bên trong Bắc Hải bí cảnh, mới chiếm lấy bí cảnh này tìm kiếm tung tích ba đại đỉnh. Sao? Bắc Hải bí cảnh chính là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên do nghệ hoàng sưu tập sao? Mảnh vỡ của viễn cổ thiên giới, chỉ sợ của cái bên trong kinh người vô cùng, khó trách các thánh địa khác cũng phải động tâm. Thiên giới chính là nơi cư ngụ của thiên đế và thần vương. Viễn cổ thiên giới là nơi thần vương và viễn cổ tiên nhân trong truyền thuyết sinh sống. Có thể nghĩ được của cải là kinh người như thế nào. Tuy nhiên, Bắc Hải băng nguyên mỗi một năm đều trải qua một lần cực giá. Vì sao năm nay 500 năm mới mở một lần đây? Diệp Húc trong lòng có chút khó hiểu thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại là do ưu đàm hỏa sao? Hắn vừa nghĩ tới đây đột nhiên Bắc Hải băng nguyên rung lên kịch liệt. Chỉ thấy trung tâm băng nguyên một khối huyền băng thật lớn dần dần đi về phía trước. Dường như dưới lòng đất có một đầu quái vật lớn đang cố sức đẩy huyền băng bao trùm băng nguyên để lao ra vậy. Ầm vang một tiếng, vô số huyền băng trên đỉnh núi rơi xuống. Chỉ thấy trên mặt đất băng nguyên xuất hiện một nụ hoa thật lớn trổ lên từ mặt đất rồi tàn. Đóa hoa lớn này so với tất cả các loại dị hoa mà Diệp Húc từng chứng kiến thì phải khổng lồ hơn rất nhiều. Chỉ là nụ hoa đã có tới vạn trượng, to lớn không gì sánh được. Theo như lời mọi người, nó chính là ưu đàm hoa. Chỉ thấy đóa ưu đàm hoa này nhanh chóng nở rộ lên, xung quanh đóa hoa tràn ngập một dòng khí màu hồng phấn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nó giống như là cuồng phong rít gào, làm cho hư không bị xé rách ra từng vệt đen. Trong không khí lúc này tràn ngập một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Diệp Húc người người chỉ thấy choáng váng đầu óc, nguyên thần gần như bị hòa tan phân giải, trong lòng rùng mình vội vàng ngưng thở. Ưu đàm hoa này có kịch độc, chỉ mùi hoa là có thể dễ dàng độc chết một vài đại vu tam thần cảnh rồi. Tuy nhiên, Áp Dữ, Tạc Sĩ, Kiều Anh, Đại Phong, Phong Huy, Long Mãng, sáu con viễn cổ cự thú này ngửi được mùi hoa lại sao động bất an, dường như chúng người thấy mỹ vị vậy, tất cả đều đi tới ưu đàm hoa, cho dù là cánh kỵ liên tục huy động roi đánh trên đầu chúng cũng không thể ngăn trở được chúng nó. Rầm rầm. Những sợi xích sắt khóa chúng nó lập tức bị kéo ra thẳng tắp, chỉ nghe sáu đầu cự thú viễn cổ giống giận liên tục kéo động xích sắt, cố gắng đi về phía ưu đàm hoa. Băng 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 băng. Xích sắt bị lôi kéo từ dưới bắn lên, mà một đầu xích khác lại biến mất bên trong hư không, dường như là xuyên vào trong một loại đồ vật gì đó vô cùng khổng lồ vậy. Áp Dữ, Tạc Sĩ, Kiều Anh, Đại Phong, Phong Huy và Long Mãng, sáu loại viễn cổ cự thú này trong miệng phát ra như tiếng hô long trời lở đất, ra sức kéo động xích sắt hướng tới đóa ưu đàm hoa kia. Tiếng gầm thật lớn rung động thiên địa, hình thành từng đợt sóng gợn màu xanh, làm cho Bắc Hải băng nguyên rung trời lở đất. Chỉ nghe thấy những tiếng gầm lướt qua, một khối huyền băng bị bắn lên không trung ầm ầm mà tan nát. Lúc này băng nguyên còn có không ít vũ sĩ cấp thấp chưa kịp rời khỏi, bị tiếng hô của cự thú làm cho bạo vỡ thân thể, nguyên thần hết thảy hóa thành một đoàn xương máu. Xích sắt ầm ầm rung động, từng sợi xích sắt xuyên thủng hư không, dần dần từ trong hư không rút ra, càng ngày càng dài, nặng nề vô cùng. Ưu đàm hoa đối với chúng ta là kịch độc, thế nhưng đối với những viễn cổ cự thú này mà nói là linh dược vô cùng trọng yếu, có thể kéo dài sinh mệnh chúng nó kìa. Già La Minh Tôn giáng ngựa quan tài đen trở về bên cạnh Diệp Húc, đẩy quan tài ra, lộ ra đôi mắt đỏ như máu, nhỏ giọng mà nói: Nghệ hoàng chính là phu hoàng của hơn 10 vạn năm trước, sớm đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi, mà những viễn cổ cự thú này vẫn sống cho tới hiện tại, ngoại trừ nguyên nhân tuổi thọ của chúng lâu dài ra thì là do công dụng của đó ưu đàm hoa này này. Ăn ưu đàm hoa có thể làm cho chúng nó tăng thêm 500 năm tuổi thọ. Khó trách Bắc Hải bí cảnh 500 năm mới xuất hiện một lần. Sao? Tăng 500 năm tuổi thọ ư? Diệp Húc chấn động, thất thanh nói: Thế chẳng phải nói
chúng nó có thể trường sinh bất tử hay sao? Già La Minh Tôn lắc lắc đầu. Chỉ là gia tăng thêm 500 năm tuổi thọ thôi, cũng không thể khiến cho chúng trường sinh bất tử được. Thân thể chúng nó vẫn sẽ biến mất, biến chất. Thân thể chết đi, nguyên thần không tồn, sớm muộn gì cũng hóa thành một đống xương khô. Thọ nguyên có dài hơn nữa cũng vô dụng. Từ cổ chí kim, ngoại trừ viễn cổ tiên nhân trong truyền thuyết ra kia, người nào có thể trường sinh bất tử được đây? Cho dù là thiên đế cũng không làm được. Sớm muộn gì thân thể cũng sẽ bị bại suy, hồn quy thiên địa kìa. Bạch Nam Hiên tế khởi tranh quyển của mình, như trước lẩm nhẩm không ngừng, dường như đang tìm tư liệu về cự thú và ưu đầm hoa cùng với Bắc Hải Biết Cảnh. Bức họa trục này của hắn bao hàm toàn diện, bên trong gần như cái gì cũng có, tuy nhiên kiểm tra thì lại rất là phiền phức. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 97 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập duy nhất của tối hôm nay. Hôm nay mình hơi mệt, mình sẽ xin nghỉ buổi tối hôm nay nha mọi người.